tính S tầng 1 cộng 2 cộng 4 cộng 8 cộng vân vân. Để tính S chúng ta sẽ nhân cả hai vế với 2. Ta có 2 nhân với S sẽ bằng 2 nhân với 1 cộng 2 cộng 4 cộng với 8 cộng vân vân. Vế trái 2 nhân S chúng ta giữ nguyên, vế phải nhân 2 lần lượt vào từng số hạng. 2 nhân 1 bằng 2 cộng 2 nhân 2 bằng 4 cộng 2 nhân 4 bằng 8 cộng 2 nhân 8 bằng 16. Bây giờ chúng ta sẽ lấy S trừ đi 2S. S trừ đi 2S thì S trừ đi 2S bằng trừ S sẽ bằng 2 trừ đi 2, 4 trừ 4, 8 trừ 8, 16 trừ 16. Ở đây là 1. Vậy suy ra S bằng âm 1.